Hello, chào cô bác, anh chị em và các bạn. Bữa nay mình sẽ chia sẻ món bông cải xanh xào với tôm. Món này thì rất là dễ làm, ai cũng có thể làm được. Nhưng mà làm sao để cho tôm và bông cải giòn thì cái đó rất là quan trọng. Bây giờ mình cùng nhau vào bếp nha. Tôm thì mua về, các bạn rửa thật sạch. Sau đó lấy chỉ lưng nha. Ở đây mình có là 10 con tôm. Mình sẽ cho vào đây một nhúng muối chút xíu thôi nha các bạn. Sau đó mình ướp. Xong rồi. Bây giờ mình sẽ làm nước sốt. Trước tiên là mình sẽ và đây mình có là 3 nhánh tỏi lớn nha các bạn. Một nửa tỏi mình sẽ cho vô làm nước sốt. Còn một nửa mình để xào tôm nha. Chỗ hành lá này mình sắc ra để cho vô lúc xào xong. Bông cải thì mình có là một nửa pound, tức là 225 gram, và mình đã cắt nhỏ ra như thế này, tức là cắt ra từng miếng. Mình cho vô đây một muỗng súp xì dầu. Một nửa muỗng cà phê dầu mè. Một nửa muỗng cà phê bột nêm rau củ và một muỗng cà phê vun bột bắp, tức là tinh bột bắp. Nếu các bạn không có bột bắp thì có thể bỏ bột khoai tây hay là bột năng, nhưng mà bỏ bột bắp thì nó sẽ ngon hơn, bởi vì là nó không bị quẹo lại. Và 1/4 cup nước lạnh. 1/4 cup nước lạnh này thì tương đương với 60 ml. Các bạn cho vô đây một nhúng xíu muối cho mình nhé. Bây giờ mình sẽ mang bông cải đi trụng nha. Trước tiên là mình phải có một nồi nước sôi để mình trụng bông cải nhé. Xào bông cải thì rất là dễ rồi, ai cũng có thể xào được. Mà xào làm sao để cho bông cải và tôm giòn mà bông cải lại xanh thì rất là quan trọng nha. Các bạn tính từ lúc
bỏ bông cải vô cho đến lúc vớt ra là 1 phút rưỡi nha. 1 phút rưỡi rồi mình sẽ vớt bông cải ra. Các bạn làm theo cách này bông cải sẽ rất là giòn. Bây giờ mình bắt đầu xào tôm. Chảo nóng, các bạn cho dầu vô. Các bạn cho vô khoảng 1 muỗng rưỡi súp dầu ăn. Tức là 1 tablespoon rưỡi nha các bạn. Tỏi vàng, các bạn cho tôm vô. Bạn xào tôm trong vòng 1 phút rưỡi, sau đó các bạn cho broccoli vô, tức là cho bông cải vô, và rồi các bạn đổ nước sốt vô. Sau khi cho nước sốt vô thì các bạn xào thêm cho mình khoảng nửa phút, tức là 30 giây. Các bạn làm kiểu này, bông cải sẽ và tôm sẽ rất là giòn. Và xanh nữa nhé các bạn. Rồi, đã chín. Mình cho tiêu vô. Wow, ngon quá luôn. Mình cho vô đây chút hành. Thế là mình đã có một món ăn rất là ngon trong vòng nửa tiếng, rất là tuyệt vời luôn. Các bạn nhìn thấy có thích không? Nếu mà thích thì hãy vô bếp làm theo công thức của mình cho gia đình thưởng thức nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn các bạn ở những video kế tiếp. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký ủng hộ mình nha. Nhớ like, share, comment và subscribe. Nhớ nhấn vào cái chuông nho nhỏ ở phía dưới tay phải để theo dõi những video tiếp theo của mình. Chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng theo dõi. Mình ăn thử để quý vị coi. Bông cải rất là giòn. Vừa chín tới. Tôm cũng rất là giòn. Vừa ăn rất là ngon.